Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu.
Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thamma trên Bao Pháp mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam, từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ
6 giờ đến 8 giờ sáng, và ba rít từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, giờ sách tiên 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con nhật mình thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Và con tri ân thượng tọa và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya, dịch giả hòa thượng tỳ kheo hòa thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 11 tiểu kinh sư tử hống Tulasi Anada Sutta phân đoạn 62 và phân đoạn 63 sẽ được thượng tọa phát đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính dâng mít đến. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chữ toàn giác đại lực, chữ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Dạ cảm ơn không lan. Còn thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya, dịch giả hòa thượng Thích Minh Châu phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 11 tiểu kinh sư tử hống chú Lassi Hana Đá xuất tá phân đoạn 062 đến phân đoạn 63 sẽ được thượng tọa pháp đăng giảng dạy. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy cha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thành phần đệ tử Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học bài tiểu kinh sư tử hống. Trong bài kinh này Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo, khi mà các chư sĩ ngoại đạo họ chất vấn chư tỳ kheo vì sao rống lên tiếng rống sư tử chỉ có trong pháp luật này, với có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, thì các vị tỳ kheo
sẽ trả nên trả lời vì chúng tôi sống trong giáo pháp này, chúng tôi có lòng tín thành đối với bậc đầu sư, có lòng tin đối với pháp thành tựu viên mãn trong giới luật, và chúng tôi có những pháp hữu khả ái khả ý tại gia xuất gia. Thì khi mà các chư sĩ ngoại đạo nói họ cũng có như vậy, thì Đức Phật đã dạy các vị tỳ kheo cần phải trả lời cho họ theo chính phương diện. Thì ở đây trong bài kinh này khi mà chúng ta học được, chúng ta biết cách để trả lời, bởi vì mình vào thật thì không có sợ lửa. Nhưng mà thí dụ như khi người ta hỏi vàng thật là như thế nào, thì lúc đó mình phải biết cách để mình trả lời. Chứ còn khi mà mình tuyên bố ở trong pháp luật này, chỉ có pháp luật này mới có đạo quả giải thoát, thì như vậy khi người ta sẽ chất vấn rồi không biết cách trả lời, thì như vậy giống như là mẹ hát con vỗ tay vậy. Cho nên ở trong bài kinh này mới gọi là kinh Sư Tử Hống, vì rằng sẽ có một bài kinh Sư Tử Hống khác dài hơn, nên bài kinh này ngắn hơn gọi là tiểu kinh, và bài kinh dài hơn thì gọi là đại kinh. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh văn của bài kinh, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng sư của ngày hôm nay bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thay, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin được phép đọc chánh văn. Dạ, cảm ơn Không Đan. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ Kinh Maccima Nikaya 11, tiểu kinh Sư Tử Hống, Yudasi Hanada Sutta, phân đoạn 062 đến phân đoạn 63. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đặng. Mười một kinh Sư Tử Hống, Yudasi Hanada Sutta. Sư Tử Hống, Sihanada, có nghĩa đen là tiếng rống con sư tử, chỉ cho lời tuyên bố không biết khiếp sợ hay e ngại hay dám khẳng định, gọi là kinh tiểu kinh Sư Tử Hống, vì có hai bài kinh cùng tên, một ngắn tiểu kinh, một dài đại kinh. Ý nghĩa của bài kinh xoay chung lời khẳng định dứt khoát không e dè, chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật mới có bốn bậc sa môn thành tựu thánh trí. Lời tuyên bố đó có cơ sở, không phải chủ quan hay thẩm xưng. Để trình bày cơ sở vững chắc cho lời tuyên bố đó, một số câu hỏi được nêu ra. Nếu trả lời một cách chân chánh thì không thể nói khác hơn được. Chỉ có trong giáo pháp của Phật mới có những yếu tố tất yếu chuyển hóa chúng sanh từ phàm sang thánh. 062. Bốn bậc thánh trí. Kinh văn. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Quách Thi, Xá Vệ,
tại Chetavana Kỳ Đà Lâm, trong vườn Anathapindika cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các bạch Thế Tôn, những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết như sau: các tỳ kheo, chỉ ở đây là có sa môn thứ nhất, ở đây có sa môn thứ hai, ở đây có sa môn thứ ba, ở đây có sa môn thứ tư, các ngoại đạo khác không có sa môn. Này các tỳ kheo, các ông hãy chân chánh rống tiếng rống sư tử vậy. Này các tỳ kheo, sự tình này xảy ra khi ở đây những du sĩ ngoại đạo có thể nói: chư tôn giả có tin tưởng gì, có sức lực gì mà chư tôn giả tuyên bố chỉ ở đây là có sa môn thứ nhất, ở đây có sa môn thứ hai, ở đây có sa môn thứ ba, ở đây có sa môn thứ tư, các ngoại đạo khác không có sa môn. Này các tỳ kheo, nếu được các du sĩ ngoại đạo nói như vậy, cần phải trả lời như sau: chư hiền, vì chúng tôi tự chánh kiến bốn pháp được Thế Tôn tuyên bố cho chúng tôi biết, bậc đã thấy, đã biết, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nên chúng tôi nói chỉ ở đây là có sa môn thứ nhất, ở đây có sa môn thứ hai, sa môn thứ ba, sa môn thứ tư. Thế nào là bốn? Chư hiền, chúng tôi có lòng tin bậc đạo sư, có lòng tin pháp, có sự thành tựu viên mãn các giới luật và những pháp hữu của chúng tôi, những người cư sĩ và những người xuất gia được chúng tôi thương, chúng tôi mến. Chư hiền, vì chúng tôi tự chánh kiến bốn pháp được Thế Tôn tuyên bố cho chúng tôi biết, bậc đã thấy, đã biết, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nên chúng tôi nói chỉ ở đây là sa môn, vân vân, sa môn thứ tư. Những điểm cần nhớ: bốn thánh quả với sở chứng giác ngộ giải thoát. A. Đệ nhất sa môn là bậc đoạn tận thân kiến, hoài giới cấm thủ. B. Đệ nhị sa môn là bậc giảm thiểu dục ái và sân. C. Đệ tam sa môn là bậc đoạn tận dục ái và sân. D. Đệ tử sa môn là bậc đoạn tận ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Để chứng đắc bốn thánh quả phải có bốn yếu tố: A. Lòng tin bậc đạo sư. B. Lòng tin giáo pháp. C. Thành tựu viên mãn các giới luật. D. Sự quý kính chân thành đối với các bạn đồng tu thuộc cả hai giới xuất gia và tại gia. 063. Chính điệp không thể trả lời khác hơn. Những câu hỏi khi được nêu ra, nếu trả lời một cách chân chánh, thì những người có trí chỉ có một câu trả lời chứ không có câu thứ hai. Chính câu hỏi này cơ sở để khẳng định tại sao người Phật Pháp không có bốn, ngoài Phật Pháp không có bốn sa môn. Kinh văn: này các tỳ kheo, sự tình này xảy ra khi ở đây những du sĩ ngoại đạo có thể nói: chư hiền, chúng tôi cũng có lòng tin bậc đạo sư, vị ấy là đạo sư của chúng tôi. Chúng tôi có lòng tin pháp, pháp ấy là pháp của chúng tôi. Chúng tôi thành tựu viên mãn các giới luật, những giới luật ấy là giới luật của chúng tôi. Và những pháp hữu của chúng tôi, những người cư sĩ và những người xuất gia được chúng tôi thương, được chúng tôi mến. Chư hiền, như vậy có sự sai biệt gì, có sự đặc thù gì, có sự khác biệt gì giữa quý vị và chúng tôi? Chư tỳ kheo, nếu được các du sĩ ngoại đạo nói như vậy, cần phải trả lời họ như sau. Chư hiền, cứu cánh là một hay cứu cánh là đa diện? Nếu trả lời đứng đắn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: chư hiền, cứu cánh là một, cứu cánh không phải đa diện. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người có tham hay cho người không? Nếu trả lời đứng đắn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: chư hiền, cứu cánh ấy cho người không tham, không phải cho người có tham. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người có sân hay cho người không sân? Nếu trả lời đứng đắn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời:
Chư hiền cứu cánh ấy cho người không sân, không phải cho người có sân. Chư hiền cứu cánh ấy cho người có si hay cho người không si, nếu trả lời đứng đắn. Vân vân phải trả lời, chư hiền cứu cánh ấy cho người không si, không phải cho người có si. Chư hiền cứu cánh ấy cho người có ái hay cho người không ái, nếu trả lời đứng đắn. Vân vân phải trả lời, chư hiền cứu cánh ấy cho người không ái, không phải cho người có ái. Chư hiền cứu cánh ấy cho người chấp thủ hay cho người không chấp thủ, nếu trả lời đứng đắn. Vân vân phải trả lời, chư hiền cứu cánh ấy cho người không chấp thủ, không phải cho người chấp thủ. Chư hiền cứu cánh ấy cho người có trí hay cho người không có trí, nếu trả lời đứng đắn. Vân vân phải trả lời, cứu cánh ấy cho người có trí, phải cho người, không phải cho người không có trí. Chư hiền cứu cánh ấy cho người thuận ứng, nghịch ứng hay cho người không thuận ứng, không nghịch ứng, nếu trả lời đứng đắn. Vân vân phải trả lời, chư hiền cứu cánh ấy cho người không thuận ứng, không nghịch ứng, không phải cho người thuận ứng, nghịch ứng. Chư hiền cứu cánh ấy cho người ưa hí luận, thích hí luận hay cho người không ưa hí luận, không thích hí luận, nếu trả lời đứng đắn. Các cư sĩ ngoại đạo cần phải trả lời, chư hiền cứu cánh ấy cho người không ưa hí luận, không thích hí luận, không phải cho người ưa hí luận, thích hí luận. Những điểm cần nhớ. Câu hỏi 1. Cứu cánh là một hay có nhiều? Câu trả lời, chỉ là có một. Đã là cứu cánh hay mục đích rước ráo tối hậu thì không thể có hai hoặc nhiều hơn. Câu hỏi 2. Cứu cánh ấy cho người có tham hay cho người không tham? Câu trả lời là cho người không tham. Một bậc giải thoát hoàn toàn không thể bị cột trói bởi tham luyến. Câu hỏi số 3. Cứu cánh ấy cho người có sân hay cho người không sân? Câu trả lời là cho người không sân. Một bậc giải thoát hoàn toàn không thể bị cột trói bởi nhiệt não chịu. Câu hỏi số 4. Cứu cánh ấy cho người có si hay cho người không si? Câu trả lời là cho người không si. Một bậc giải thoát hoàn toàn không thể bị cột trói bởi mê mờ si ám. Câu hỏi số 5. Cứu cánh ấy cho người có ái hay cho người không ái? Câu trả lời là cho người không ái. Một bậc giải thoát hoàn toàn không thể bị cột trói bởi khao khát truy cầu. Câu hỏi số 6. Cứu cánh ấy cho người chấp thủ hay cho người không chấp thủ? Câu trả lời cho người không chấp thủ. Một bậc giải thoát hoàn toàn không thể bị cột trói bởi cố chấp. Câu hỏi số 7. Cứu cánh ấy cho người có trí hay cho người không có trí? Câu trả lời là cho người có trí. Một bậc giải thoát hoàn toàn không thể bị cột trói bởi thiếu trí. Câu hỏi số 8. Cứu cánh ấy cho người thuận ứng, nghịch ứng hay cho người không thuận ứng, không nghịch ứng? Câu trả lời là cho người không thuận ứng, không nghịch ứng. Một bậc giải thoát hoàn toàn không thể bị cột trói và giằng co giữa cái thích và cái không thích. Câu hỏi số 9. Cứu cánh cho người ưa hí luận, thích thú, thích hí luận hay cho người không ưa hí luận, không thích hí luận? Câu trả lời là cho người không hí luận. Một bậc giải thoát hoàn toàn không thể bị cột trói bởi tâm thái phóng đại lan man. Ngữ và nghĩa. Mình học tới câu số 063 thôi Phong Lan ơi, đừng bớt nữa nghe Phong Lan. Ngữ và nghĩa. Chữ ba banh chán, ở đây dịch là hí luận, có thể bị hiểu lầm là thích luận đàm, vô bổ. Thật ra, từ này chỉ cho sự phiến tán miên man của nội tâm đối lập với niệm và định. Dạ, kính văn đến đây đã hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung, thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thà, dạ con kính dân mít đến sư.
Alo. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ con cũng đăng kính đảnh lễ anh Đức Tam Bảo. Kính đảnh lễ quý thượng tọa. Kính chào quý tu nữ Phật tử. Thì bữa hôm nay chúng ta học trong cái bài kinh Tiểu Kinh Sư Tử Thống. Và Sư Tử Thống thì chúng ta biết rằng được nói lên bởi một cái loài thú rừng mà chúa tể, đó là loài sư tử. Đức Phật ngài muốn nói như vậy để khẳng định ngài là vị chánh đẳng chánh giác, một bậc Sam-ma-sam-bút-thô, một bậc có tuệ, có thành tựu tất cả các cái thắng trí, các cái đạo quả, và ngài thấu tất cả các pháp dẫn đến các cái sự tái sanh, thông thấu các cái sự cột trói của tất cả chúng sanh. Nên khi ngài nói về, ngài dạy các đệ tử của Đức Phật để biết được cái sự tối thắng mà bậc đạo sư vị chánh đẳng chánh giác, và để thuyết giảng cho những cái chúng sanh có duyên lành từ phàm sang thánh. Như vậy thì chúng ta biết rằng đối đạo, vì họ bị dính mắc vào các loại kiến chấp, như là trong cái bài kinh Phạm Bổng đó, 62 cái loại tà kiến đó, thì họ cũng dính mắc vào đó. Chính vì điểm dính mắc đó đó, họ cũng giống như sự cột trói, hay là một loài khỉ mà nó bị dính vào những cái chất keo, nó không thể nào thoát ra được, không thể nào thoát ly luân hồi ra được. Chính vì điểm đó đó, nên những cái học thuyết, những cái tôn giáo đương thời đó, thì chính Đức Phật là vị tối thượng, và ngài vạch rõ ra tất cả những cái kiến chấp của các cái tôn giáo, những vị giáo chủ đương thời, nhất là lục sư ngoại đạo. Như vậy thì Đức Phật ngài muốn nói đến trong cái sự chứng đắc được bốn thánh đạo, đó là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn đó, đó là thánh đạo Tu Đà Hoàn, thánh đạo Tư Đà Hàm, thánh đạo A Na Hàm và thánh đạo A La Hán. Và không có cái thánh đạo này ngoài cái lời dạy của Đức Phật được. Và chính vì Đức Phật ngày thuyết giảng để mở trói mười sợi dây kiết phược đó, thì chúng ta thấy những thân kiến hoài nghi bị Tu Đà Hoàn diệt được, rồi giảm dục ái và sân, diệt dục ái và sân bị A Na Hàm, rồi diệt được dục ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn vô minh và phóng dật đó, đó là bị A La Hán. Như vậy tứ thánh sa môn được diệt trừ sự cột trói đó, đó là ý nghĩa mà trong cái bài kinh này Đức Phật ngài muốn nói lên. Như vậy có những vị du sĩ, dù là họ có những ý lý thuyết nào đi nữa, thì Đức Phật ngài cũng biết. Và khi mà hỏi, họ cũng nói họ cũng có tứ thánh sa môn, nhưng mà cái Đức Phật ngài biết rằng cái sa môn của họ chỉ là những cái lời nói, những cái cách mình gọi là cặp bi thôi, thấy người ta nói thì mình cũng nói theo thôi, chứ không có định nghĩa được. Và Đức Phật ngài muốn cho biết rằng ngũ cánh là một hay là khác đó, khi mà nói như vậy để đưa lên những cái sự chắc chắn về cái sự giác ngộ giải thoát, chứ những người nào còn cột trói như vậy đó thì không có thể nào mà có thể thoát ly được cái sự luân hồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói trong cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Thống này đó, là muốn nói đến cái sự kiết sử, những cái kiết sử được cắt đứt, mà chỉ có một người tu tập đúng và chân chánh thì mới có như vậy. Vì Đức Phật là bậc đại đạo sư mà biết được, nên khi mà đệ tử có lòng tin với bậc đạo sư đó, là ngài là vị chánh đẳng chánh giác, vị Samma Sambuddho, phải có lòng tin với Đức Phật. Vì Đức Phật ngài đã thuyết giảng những cái bài kinh như là bài kinh Vô Ngã Tướng, bài kinh Chuyển Pháp Ngữ, đầy đủ những ý nghĩa trong đó. Khi một người mà học Phật Pháp đó, nghe được những cái bài kinh đó, thì mình thấy rằng Đức Phật ngài nói về tất cả những cái vũ trụ quan, nhân sinh quan này cũng không thoát khỏi cái tuệ giác của Đức Phật. Đức Phật ngài biết sự hình thành, sự hoại diệt và con đường đưa đến cái sự hoại diệt, cái sự luân hồi của tất cả chúng sanh.
Như vậy thì tin Đức Phật là tin cái sự giác ngộ của Ngài, tin Ngài là bậc đoạn trừ những cái lậu hoặc mà chúng ta thấy 10 cái hồng danh từ ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn đó. Là muốn nói đến 10 cái hồng danh này mà Ngài đã được chư thiên và nhân loại tán thán. Lòng tin vào chánh pháp vì Đức Phật Ngài đã chứng đắc rồi, Ngài thuyết giảng cái chánh pháp mà đoạn ly những cái thường kiến đoạn kiến hoặc là những cái thuận nghịch, những cái dính mắc, những cái cột trói đó, thì chính điều đó được Đức Phật Ngài tiên thuyết. Nên thường quý vị thấy trong 37 phẩm bồ đề trợ đạo đó, từ bốn niệm xứ cho đến bát chánh đạo đó, đó là cái con đường giải thoát, đó là cái bồ đề giác. Và khi mà thành tựu được cái lòng tin đối với giáo pháp Đức Phật Ngài dạy, về những cái giáo pháp mà Đức Phật Ngài thuyết giảng, vì đó được học hỏi, được suy tư, được tu tập. Và trên cái sự tu tập đó thì chúng ta thấy như bát chánh đạo đó, thì ba cái phần đầu là giới phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, kế là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là định phần, chánh kiến và chánh tư duy thực hiện tuệ phần. Từ cái hiệp thế cho đến cái siêu thế tri kiến đó, như là trong bài kinh 40 đại pháp, Đức Phật nói là những cái tri kiến nào đưa đến sanh y, những cái tri kiến nào đưa đến đạo chi đó, thì Đức Phật Ngài thuyết giảng thành tựu được như vậy đó thì viên mãn. Như vậy thì Đức Phật Ngài muốn nói lên để thấy được khi mà mình tôn kính một vị đạo sư như vậy đó, thì ở trong đó những vị nam nữ cư sĩ, những vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ đều có khả năng đắc được đạo quả, từ sơ đạo đến tứ đạo, tứ quả, chứ không phải riêng một người nào. Và khi một người nào có lòng tin như vậy đó, mình quý mến những vị đó, vì vị đó đồng với cái tính, đồng với cái sự tu tập trên cái đạo lộ mà Đức Phật Ngài đã thuyết giảng. Như vậy thì Đức Phật Ngài muốn nêu lên đó để cho những cái người ngoại đạo, những cái người ngoài Phật Pháp đó, không có thể nào có những cái sa môn quả. Như vậy thì chúng ta biết rằng khi mà đưa lên những cái 10 cái tiêu chí, 9 cái tiêu chí để nói lên đó, thì chúng ta thấy rằng cứu cánh là một hay là nhiều. Thật sự đó, cứu cánh đó chỉ là một thôi. Có nghĩa là muốn nói đến cái sự mà viên mãn, phải thành tựu được như vậy, thì cái câu trả lời đã là một đó, thì cái mục đích rốt ráo tối hậu đó không có hai, vì Niết Bàn chỉ có một thôi quý vị. Niết Bàn có một không hai đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài thuyết giảng về cái diệt đế là Niết Bàn để chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi đó. Và Niết Bàn thì muốn đạt được Niết Bàn là gì? Phải là người không tham. Quý vị thấy tham ở trong cõi sắc hay cõi dục hay cõi vô sắc đó, thì cái tham ái đó nó sẽ đưa đến đến cái sự chấp thủ, và nó đưa đến sanh thủ trong tương lai. Và chính cái tham ái này có mặt đó, thì do vô minh, không hiểu biết, không hiểu biết nhân duyên danh sắc, không hiểu biết được cái sự đoạn diệt của nhân duyên danh sắc. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói rằng cái người không có tham đó là người mới có thể chấm dứt được cái tập đế mà chúng ta thấy trong tứ đế. Bởi vì một cái người cột trói ở trong cõi sắc hay cõi vô sắc, hay trong mắt, tai, mũi, lưỡi, trong thân tâm đó, thì sự cột trói đó, đó là Đức Phật Ngài biết từ thọ nó duyên cho ái, và ái nó duyên cho thủ, sắc dục thủ, hoặc là thinh dục thủ, khí dục thủ, vị dục thủ, xúc dục thủ, hoặc là pháp dục thủ. Thì những cái điều đó được cột trói từ ái thì nó sẽ có cái sự chấp thủ. Và chúng ta thấy rằng một cái người mà có cái tâm giải thoát hoàn toàn là không bị cột trói bởi tham luyến. Cái câu thứ hai là nói đến cái người cứu cánh cho cái người có sân hay không sân. Thật sự thì chúng ta biết rằng sân là cái kiết sử, vì tham là loại kiết sử dính mắc, nhưng mà sân là cái sự bực bội khó chịu. Và thường thì cái đó là cái phản ứng thuận nghịch, nó cũng là cái phản ứng thuận nghịch. Như vậy sân là một cái trạng thái mà chúng ta thấy hủy hoại đối tượng, một cái sự không vừa lòng đối với những cái trần cảnh. Vì chúng ta biết rằng trong cuộc đời này chúng ta muốn rất là nhiều, nhưng mà chúng ta đâu phải muốn là được những cái điều mà chúng ta muốn. Đừng mưa, đừng nắng, đừng bão, đừng giông tố, có lũ lụt, đừng có sóng thần, đừng có động đất, đừng có núi lửa đó. Dù chúng ta muốn như vậy, nhưng mà những cái kết cấu nó có, pháp vũ vi, những kết cấu của đất nước lửa gió nó có, thì bản chất của nó đã có lửa, có gió, nước, có đất rồi. Thì những điều hiện tượng nó phải sinh khởi. Một giọt nước, nhiều giọt nước nó trở thành đại dương,
một chút lửa, nhiều chút lửa nó trở thành một cái núi lửa. Thì cũng như vậy, chúng ta hiểu rằng sân hận đó là một cái phiền não và đưa đến cái sự nhiệt não đối với chúng sanh. Một cái bậc giải thoát hoàn toàn đó thì mà chúng ta thấy vị A-na-hàm nó đã diệt được được sân, không còn dục ái. Rồi nói câu thứ tư đó là cứu cánh cho người có suy hay không suy. Thì chúng ta biết rằng cái người có suy là họ không biết được những cái nhân, nên thường thường rằng chúng sanh già chết khổ sầu bởi do tứ lậu dẫn đầu là vô minh lậu. Suy đó chính là cái sở hữu, cái sở hữu của suy là bất thiện biến hành. Bởi chúng ta thấy bất thiện biến hành nó có cái sở hữu suy, vô tàm, vô quý, phóng dật. Mà khi có suy đó thì có nghĩa là có vô tàm, có vô quý và có phóng dật luôn. Như vậy thì một cái vị mà diệt được suy đó là giải thoát hoàn toàn. Bởi vì cái sở hữu suy là nó hợp ở trong 12 tâm bất thiện. Khi mà 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 12 tâm si đó mà diệt trừ đó, chính si này được diệt trừ thì tất cả những bất thiện đó được diệt trừ, 14 sở bất thiện cũng không còn nữa quý vị. Như vậy á, thì chúng ta thấy cái câu thứ 5 là câu hỏi đó, cứu cánh cho người có ái hay là người không có ái. Thì chúng ta biết đó, dục ái là tái sanh cõi dục, sắc ái là tái sanh về 16 cõi sắc giới, vô sắc ái là tái sanh vào 4 cõi vô sắc. Thì rõ ràng á, dù là ưa thích vấn đề nào đi, dù là danh hay sắc, cái sự ưa thích của sắc á, là mình nói đến liên quan đến các cái giác quan mắt tai mũi lưỡi. Dù là chúng ta có ưa thích như thế nào trong sắc, mắt tai mũi lưỡi thân tâm đó, thì cũng bị luân hồi. Những bị vô sắc tuy là còn những cái giác quan, nhưng mà rồi cái tham ái nó vẫn còn. Không phải vì không có giác quan mà tham ái không có. Chính vì chúng sanh nó còn cái thức, còn cái tâm, và tâm nó thì nó còn lậu hoặc đó, thì lậu hoặc nó cũng ngâm tẩm chúng sanh. Chúng sanh bị luân hồi là do cái lậu hoặc nó ngâm tẩm. Và cứu cánh đó thì rõ ràng là không cho có người có ái, bởi vì sắc ái vô sắc ái đó thì bị mà giải thoát hoàn toàn, không bị cột đói bởi những cái khát khao thi cầu. Nên người nào có chấp thủ thì người đó có dao động quý vị. Còn cái câu hỏi số 6 là cứu cánh cho người có chấp thủ hay cho người không chấp thủ. Chấp thủ là chúng ta thấy dục thủ, là chúng ta ưa thích vào 6 cái loại dục, dục sắc dục, thinh dục, ý dục, vị dục, xúc dục. Còn kiến thủ là chúng ta chấp chặt vào những cái tri kiến, thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Những cái tri kiến này đó là những cái điên đảo kiến. Như vậy là cái kiến thủ là cái sự chấp chặt sai lệch. Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ á, là mình chấp chặt những cái giới điều sai lầm, tu tập một cách mà bắt buộc theo hành thân ngoại thể, ngâm dưới sông Hằng hoặc là đứng một chân hoặc là hơ lửa, những cái giới cấm thủ như vậy nó không đưa đến cái tri kiến đoạn tận được. Rồi ngã chấp thủ là một cái tự ngã, trong sắc tự ngã, thọ tự ngã, tưởng hành thức tự ngã đó đều không có hết. Chúng sanh tục sinh do nghiệp, do tham ái, do vô minh, chứ không phải là chúng sanh là có một cái tự ngã nào, thượng đế thần linh nào, mà chỉ có các pháp hữu vi, chỉ có danh và sắc, chỉ có nghiệp tham ái dẫn dắt thôi. Nên khi một người có chấp thủ đó thì họ có tứ thủ này, và một người không có chấp thủ đó là không dính mắc vào tứ thủ. Rồi cái câu hỏi thứ 7 là cứu cánh cho người có trí hay người không có trí đó. Thật sự thì chúng ta biết rằng cái trí trong sơ đạo, cái trí trong tâm sơ đạo đó là cái tâm sơ đạo có trí siêu thế. Chính cái trí siêu thế đó mới chứng ngộ được cái niết bàn. Nên thường thường quý vị biết rằng tâm siêu thế chỉ biết được niết bàn thôi. Tâm siêu thế biết được cái cảnh niết bàn nhất định. Chính vì như vậy nên cái trí siêu thế đó chỉ sanh lên cho người chứng đắc được đạo quả, chứ không thể nào người còn bị cột trói mà có thể cắt đứt được. Vì cái trí đạo mới cắt đứt được thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Hay chúng ta nói chung là 4 tâm tham hợp tà và tâm si hoài nghi. Về cái phần tâm đó là 5 tâm bất thiện đó. Bởi vì chúng ta thấy tâm bất thiện nó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì 9 tâm si hoài nghi trong 2 tâm si đó sẽ được diệt trừ với cái tâm sơ đạo cắt đứt được hoài nghi. Và 4 tâm tham hợp tà đó nó sanh ra giới cấm thủ. Và được diệt trừ như vậy đó là 5 tâm bất thiện. Về phần sở hữu bất thiện thì chúng ta thấy sở hữu vô tàm vô quý, sở hữu hoài nghi, tông tâm si hoài nghi và sở hữu tà kiến được diệt trừ. Như vậy là 4 sở hữu bất thiện được diệt trừ trong những cái tâm, những cái sở hữu 14 sở hữu bất thiện.
Rồi chúng ta thấy rằng những cái vị thánh nhị đạo đó thì làm giảm nhẹ dục ái và sân, thì cũng những cái kiết sử đó được diệt trừ, nhưng mà giảm thêm tâm sân. Và vị thánh A-na-hàm thì diệt được hai cái tâm sân, nên hai tâm sân được như vậy á, thì còn lại đó là những kiết sử gọi là thượng tầng, như là ái sắc, ái vô sắc, là ưa thích thiện sắc hay thiện vô sắc á, chính là những cái tâm tham còn lại. Rồi ngã mạn là cái sự so sánh. Như vậy phóng dật và vô minh đó, mới diệt trừ được chính là tâm sở si và tâm sở phóng dật đó, được diệt trừ với tâm sở còn lại đó thì mới hết thiện đối với vị A-la-hán. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng cái cứu cánh cho người có trí đó là cái trí sơ đạo, trí nhị đạo, trí tam đạo, trí tứ đạo, là trí để cắt đứt những cái sự luân hồi. Rồi cái câu thứ 8 là cứu cánh cho người thuận nghịch và nghịch, thuận ứng và nghịch ứng. Thuận ứng và nghịch ứng khi mình thấy người ta khen chê, được lợi mất lợi, được danh mất danh, được quyền mất quyền. Thường thường ở đời những cái người ngoại giáo đó được khen thì vui mừng, bị người ta chê thì khó chịu. Nhưng mà đối với bậc thánh đó, thì thuận ứng nghịch ứng không bao giờ có. Khi người ta khen đó, các ngài cũng không có vui coi người ta khen có đúng hay không. Nếu có đúng đó, thì đó là cái chánh pháp của Đức Phật. Nó viên mãn như vậy nên người ta nói đúng sự thật. Còn khi người ta chê đó thì các ngài cũng không buồn, vì ngài suy nghĩ rằng mình có như vậy không. Nếu mình không có như vậy người họ nói mình đó, thì ở đời không ai hoàn toàn được khen, cũng không ai hoàn toàn bị chê. Khi mình không đồng với cái quan điểm, không đồng với cái sự ưa thích của họ đó, thì họ chê mình thôi. Như vậy thuận ứng và nghịch ứng đó, đó là cái sự phản ứng khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm của mình nghe người ta nói và thuận là ưa thích, là tham. Còn nghịch đó là sân, cũng là một cái trạng thái của tâm lý dễ chịu và khó chịu khi nghe những cái trần cảnh, tiếp xúc những cái trần cảnh đó. Họ dùng những cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm mà bị những cái nghịch lòng trái ý, hoặc là vừa lòng thuận ý, thì nó là thuận nghịch như vậy thôi. Thuận nghịch đó là những cái kiết sử, đó là những cái phiền não. Rồi cái câu thứ 9 là cái câu cứu cánh phạm hạnh đưa cho người hí luận, thích hí luận hay là không thích hí luận. Thật sự hí luận là cái sự vọng tưởng điên đảo. Mình nói về cái thế giới quan, vũ trụ quan, nhân sinh quan, nói về chiến tranh, nói về lũ lụt, nói về những cái bàn luận, về những cái hí luận như vậy đó, thì những cái hí luận đó đó nó chỉ tiêu tốn thời gian. Vì thường thường chúng ta biết rằng một người mà họ đoạn trừ được cái khẩu nghiệp đó là nói ác, nó đậm tộc, nó kêu dệt và nói những lời nhảm nhí vô ích đó, thì một cái người tu tập đó thì họ luôn tận dụng thời gian để diệt trừ cái sự trống của thời gian, chánh niệm tỉnh giác, chứ họ không đưa đến cái sự hí luận để tiêu tốn cái thời gian, làm cho mình phải già bệnh chết theo cái thời gian. Vì đó không có ngừng nghĩ lại với cái thời nỗ lực để diệt trừ những cái lậu hoặc. Mà nếu những cái lậu hoặc đã diệt trừ rồi thì các vị ấy hiểu biết như chân gia tháp phu tăng thì không còn gì để hí luận. Bởi vì cái vị mà chứng ngộ được niết bàn đã thấy được cái sự tịch tịnh vắng lặng của phiền não tham sân si, thì các ngài đã không còn bàn luận về những cái chiếm luận, bàn luận về những cái hí luận, về những cái thế giới luận hay nhân sinh quan, vũ trụ luận. Các ngài biết được đâu là hình thành, đâu là đoạn diệt. Các ngài không còn tâm phóng đại lan man, nên các ngài không còn hí luận. Chính về cái điểm đó, đó nên chúng ta biết rằng chính cái yếu tố này đó là muốn nói đến cái đời sống phạm hạnh của một bậc thánh, thì vị đó sẽ vượt thoát ra chính cái điều này. Chính cái điều này, chính ở trong cái bài kinh này Đức Phật Ngài đã nêu lên như vậy. Mình nói chuyện thì tiêu tốn thời gian, nên thời gian giết hữu tình, giết chúng sanh, giết mình. Ai giết được thời gian? Chính những vị A-la-hán nó không còn hí luận nữa. Các ngài đã đoạn trừ những cái nhân sanh, những cái tập khởi, những cái nguyên nhân dẫn đến cái sự tái sanh, ngài không có còn nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói về những cái tri kiến của người đời đó, thì họ thường chấp vào hữu kiến hoặc là phi hữu kiến, hoặc là có, hoặc là không,
hoặc là họ thường nói rằng tôi cũng không nói cái đó là đúng, tôi cũng không nói đó là sai. Họ có những cái lý luận như vậy đó, thì những cái lý luận đó đó mình hỏi cái nào họ cũng nói là không hết. Tôi không nói cái này đúng, tôi cũng không nói cái này sai. Thành ra cái câu trả lời của họ nó giống như không trả lời những cái kiến thức của ngoại đạo. Nó trường uống như con lươn, nó như vậy đó. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật đó, thì ngài biết được vấn đề đó và ngài dạy lên những cái hữu kiến hay phi hữu kiến, nó có hay không, chấp có, chấp thường hay chấp đoạn đó, đều là những cái tri kiến, biên kiến. Vì vị đó không biết được cái sự tập khởi của thân này, không biết được năm nhân để hình thành ra cái thân này, và cũng không biết được năm cái quả sẽ được đoạn diệt, hay là nhân được đoạn diệt, quả sẽ được đoạn diệt. Họ không hiểu được vấn đề này. Như vậy thì chúng ta biết rằng những vị Bà La Môn không thật sự tuệ tri về sự tập khởi, sự đoạn diệt của các loại kiến, không có biết được cái vị ngọt, không biết được nguy hiểm, và không biết được sức ly. Bởi vậy họ không biết được vấn đề đó, nên tâm họ đầy tham sân si, và có những cái sự ái chấp, những cái chấp thủ, có những cái trí điên đảo, mình gọi là cái tưởng điên đảo, cái kiến điên đảo, cái tâm điên đảo đó, và không thể nào mà có thể thoát khỏi được. Họ luôn có những cái hí luận, luôn có những cái phản ứng thuận nghịch. Còn một vị mà giải thoát khỏi sanh già đau chết, sầu bi khổ rồi đó, thì vị đó đã thoát ly được cái phiền não tham sân si, mạn nghi kiến chấp, mà thân kiến ngoại nghi với tâm thủ dục ái và sân, hoặc là ái sắc ái vô sắc ngã mạn vô minh và phóng dật, hoàn toàn không còn nữa. Những dục thủ kiến thủ với cấm thủ đó, ngã luận thủ nó đều được dập tắt, được đoạn trừ, không còn cái dư tàn. Và chính vì điểm đó nên tất cả các loại thủ đó đều được diệt trừ như vậy đó, thì nó không còn những cái sự chấp thủ nào hết. Dục thủ các người đó cũng biết cái vị ngọt của dục, nguy hiểm của dục và sự xuất ly dục. Thì đối với các cái vị tu tập đó, thì biết được cái sắc tập khởi, biết được cái thọ tập khởi, các cái tưởng tập khởi, hoặc các cái hành tập khởi, các cái thức tập khởi, và nguyên nhân sự đoạn trừ tất cả những cái sự tập khởi đó, biết được cái nguyên nhân vì Đức Phật là bậc đạo sư, ngài đã đoạn trừ tất cả những cái sự chấp thủ, những cái chấp thủ về ngã luận, hay là chấp thủ về giới thế giới luận, ngài đều biết được vấn đề đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái vị mà được xưng là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn đó, là những vị đã liễu tri tất cả những cái dục thủ, kiến thủ với tâm thủ, ngã chấp thủ. Như vậy thì những cái gì về dục, như sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục và pháp dục đó, vị đó cũng biết được cái dục đó quá khứ, tương lai, hiện tại như thế nào thì quá khứ cũng như vậy và tương lai cũng sẽ như vậy. Những người có tâm tham là như vậy, dù là hiện tại như thế nào thì tương lai, quá khứ nó cũng vậy thôi. Bởi vì cái chân đế đó là cái chân đế hữu bi, đó là những cái tâm sở sắc pháp, đó là những cái điều mà được trình bày trong tạng diệu pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, ngài biết được cái sự liễu tri tất cả thủ, ngài đã chân chánh thuyết giảng đó, cái sự cắt đứt tất cả các cái chấp thủ này về cái các loại dục thủ, kiến thủ với cấm thủ, hay ngã chấp thủ đối với đường lối tu hành, hay là đối với tri kiến điên đảo, đối với ngã chấp, vọng chấp, mê lầm, thì Đức Phật ngài đều biết hết. Như vậy khi mà mình tin vào Đức Phật đó, là tin vào cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật đó, ngài thuyết giảng cái chánh pháp, và người nào mà thực hành cái chánh pháp đó là một vị sa môn, một vị đệ tử của Đức Phật, chân chánh thọ trì những lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật ngài cũng cho chúng ta biết rằng dù Đức Phật có biết viên tịch niết bàn rồi, thì chính pháp và luật này là vị thầy của mình, là vị đạo sư của mình. Nếu ai tôn kính pháp, hành trì theo pháp đó, thì người đó cũng sẽ chứng đắc được tứ thánh sa môn. Chính cái lúc mà Đức Phật viên tịch niết bàn, ngài cũng trả lời cho các vị vị khu đó, chỗ nào có tứ thánh sa môn đó thì chỗ đó phải có bát chánh đạo. Bát chánh đạo đó là được chia thành giới định tuệ, đó là cái con đường, đó là cái đạo lộ mà dẫn đến cái sự chấm dứt sầu bi khổ u não. Như vậy thì trong cái bài học hôm nay đó, chúng ta thấy Đức Phật ngài nói về những cái điểm mà được nói lên đó, là những cái ngoại đạo đó,
những cái ngoại giáo đó đều phải dính mắc hết, chứ họ không thể nào vượt khỏi. Dù là chúng ta thấy như hiện nay những cái tôn giáo nào cũng vậy, họ cũng dính mắc vào một đấng tạo hóa, một đấng thần linh. Họ không bao giờ biết rằng chính mình là thượng đế, mình là thần linh. Khi mình tạo cái phiền não tham ái đó, chính là sự cột cõi trong các cái cảnh giới. Cảnh giới được Đức Phật gọi là tâm tục sinh, theo cõi dục, cõi sắc hay cõi vô, được hình thành từ những cái nhân thiện cho ra cái quả lành để tái sanh vào cõi vui, những cái nhân bất thiện cho ra cái quả khổ để tái sanh vào bốn đọa xứ. Đức Phật này thuyết giảng như vậy. Như vậy thì trong cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống này đó, thì giờ chúng ta biết rằng còn rất là nhiều những cái điểm nhưng mà cần được cái chư tăng thảo luận bàn và để giải thích từng cái thuật ngữ, từng cái cách để tu tập, để đoạn trừ cái thể này. Thì trong cái bài ngữ Đức Phật này đã thuyết giảng, nhưng mà chúng ta với khả năng chúng ta đó là chúng ta có lãnh hội nổi để hiểu biết được như vậy và thực hành trọn vẹn để đạt được cái sự tịch tịnh do chánh pháp đoạn khổ diệt khổ của Đức Phật mang lại hay không. Đó là cái điểm mà trong cái bài kinh Tiểu Kinh Sư Tử Hống này Đức Phật thuyết giảng để Ngài củng cố cho những người đệ tử để phá đi những cái tri kiến của ngoại đạo, để dẫn dắt cho mọi người đọc vào để biết được những cái kiến chấp sai lầm mà các cái ngoại giáo họ đã dính mắc và họ không có thể nào vượt khỏi. Dù đó là những vị sa môn, bà la môn đương thời, nhưng mà họ không thực hành, họ không phải là đệ tử của Đức Phật chánh đẳng chánh giác đó, thì họ không thể nào làm những vị tinh văn thượng thủ được, hay là những vị tinh văn đệ tử của Đức Phật. Vì là vị tinh văn phải nghe lời dạy của Đức Phật, phải làm đệ tử của Đức Phật thì họ mới có thể chứng ngộ được. Nếu mà họ vượt khỏi cái lời dạy của Đức Phật, họ không phải là đệ tử của Đức Phật và không thể nào chứng đắc được cái thánh sa môn quả, đạo quả của tứ thánh sa môn. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, phần trình bày về cái ý nghĩa và cái bài kinh trong cái kinh Sư Tử Hống này thì con xin trình bày như vậy. Chắc chắn rằng cần có nhiều điểm để quý Ngài thảo luận, để cho lợi ích cho đạo tràng. Con xin chấm dứt cái buổi trình bày với bấy nhiêu lời trình bày và kính dâng phước báo công đức này đến quý Ngài, chia phần báo đến tất cả các bậc hữu ân, các vị ân nhân, các người Phật tử. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Thượng Đại Giác Đẳng Niệm Phật. Dạ thưa cái trường chủ tổ pháp đăng, bạch chủ tổ thầy siêu không biết chủ tổ có ở trước máy không? Nếu chủ tổ thầy siêu nghe được kính thỉnh chủ tổ hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Bấm được xin được hỏi chủ tổ thầy siêu, chủ tổ có ở trước máy và nghe được không? Chủ tổ pháp tinh ơi, chủ tổ có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu là chị đọc cân nghe thì xin chị đọc hoàn hình cho biết. Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ. Đại Đức Pháp Tính, ở đây Đức Phật này đề cập đến bốn bậc sa môn: đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Và thứ nhất, Đại Đức Tính Hoàng Hỷ cho biết rằng bốn bậc sa môn này có ý nghĩa quan trọng như thế nào ở trong Phật pháp. Đức Phật và các thánh đệ tử có nằm ở trong bốn bậc sa môn này không? Kính thỉnh Đại Đức Tính. Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Thành,
cùng tôn đức tăng, kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với bốn bậc sa môn, đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, thì thật sự là rất là quan trọng ở trong cái đời sống tu tập. Những thiện gia nam tử có nghĩa là những người người ta rời bỏ gia đình đi xuất gia, thì khi mà rời bỏ gia đình đi xuất gia, cái mục đích mà cao tột nhất là để chứng đạt chánh trí, có nghĩa là thành tựu quả vị A-la-hán. Thành ra cái mục đích này là một cái mục đích cao thượng nhất. Ở trong có những cái đoạn kinh văn các vị tỳ kheo khi mà vào rừng, các vị nói với nhau tất cả chúng ta đây xuất gia đây là không phải là trốn nợ, không phải là bị vua quan truy đuổi, không phải là bị thiếu thốn về vật thực vân vân, nhưng mà vì cái mục đích cao thượng nên mới thực hành cái đời sống phàm hạnh này. Thì cái mục đích cao thượng ở đây là để đạt được A-la-hán thánh quả. Đó, vậy thì ở trong đệ nhất sa môn là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chứng đạt một vị tu đầu hoàng, một cái vị, một cái tầng thánh đầu tiên. Rồi kế đó là đệ nhị sa môn, có nghĩa là chứng đắc được tư đà hàm, là một cái quả vị thứ nhì, một cái quả vị thứ nhì. Rồi thứ ba đó là đệ tam sa môn, có nghĩa là chứng đắc được A-la-hàm, và cuối cùng là chứng đắc được A-la-hán. Thì đây là bốn cái điều mà để cho những người mà người ta từ bỏ gia đình để mà người ta sống cái đời sống không gia đình, có nghĩa là đi xuất gia, với cái tâm niệm, với ý nguyện sẽ chứng đạt được một trong bốn cái bậc thánh này. Đó, thành ra nó rất là quan trọng, phải nói rằng nó là cũng như là cứu cánh của phạm hạnh, cũng như là cái mục tiêu duy nhất là để đạt đến những cái quả vị này. Đó, rồi ở trong cái vế tiếp theo đó, hỏi là phải chăng Đức Phật và tất cả thánh đệ tử đều thuộc một trong bốn sa môn này hay không? Thì ở trong đối với Đức Phật là một cái vị mà chánh đẳng chánh giác rồi, Ngài đã đạt được cái quả vị cao nhất là A-la-hán thánh quả. Nhưng mà đối với Ngài đó, một cái bậc A-la-hán mà cái sự mà giác ngộ của Ngài nó sâu, nó rộng, nó sâu, nó rộng hơn đối với những cái bậc kia. Ví dụ như sâu rộng là như thế nào? Đối với những vị khác cũng là A-la-hán, Đức Phật cũng là A-la-hán, mà tại sao được gọi là A-la-hán chánh đẳng chánh giác? Tại vì Ngài biết được, Ngài biết được căn cơ của chúng sanh, Ngài biết được từng chi tiết, từng chi tiết, từng cái đời, quá khứ nhiều đời hay là bao nhiêu đời, Ngài quán xét, Ngài cũng biết được. Hoặc là đối với Ngài, cái sự giác ngộ của Ngài thâm sâu, đến nỗi mà pháp mà Ngài chia sẻ ra bằng cách nào mà cũng được. Thành ra đó, Ngài là một cái, ở trong cái câu hỏi này, phải chăng Đức Phật và tất cả đệ tử của Ngài đều là một trong bốn bậc sa môn này, thì phải rồi. Có nghĩa là Đức Phật cũng là một cái vị A-la-hán, nhưng mà là A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Còn đối với đệ tử của Đức Phật thì ở trong bốn bậc sa môn đều có hết. Có những vị thí dụ như là A-la-hán thánh quả như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, hoặc là đối với những vị khác thì cũng đắc được đạo quả A-la-hàm, Tu Đà Quần, hoặc là Tư Đà Hàm, vân vân. Cũng như ở trong cái bài kinh mà chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh mà cái khu rừng mà 500 vị tỷ kheo đó, 500 vị tỷ kheo mà Đức Phật Ngài đã quán xét, Ngài biết rằng là trong vòng nửa tháng nữa là 500 vị tỷ kheo này chết sạch. Thành ra đó, với cái lòng bi mẫn của Ngài, Ngài mới đi đến, Ngài dạy cho những cái vị tỳ kheo này về cái đề mục thể trược, niệm về 32 thể trược,
quán về 32 thể trược. Thành ra đó, trong cái khoảng thời gian đó, trước khi những cái vị này chết, viên tịch thì có những vị thì được sanh về cõi trời, có những vị đắc được đạo quả tu đầu hờn rồi chết, đó là đệ nhất sa môn. Rồi có những vị cũng đắc được tư đà hàm, rồi sau đó mạng chung. Rồi có những vị cũng đắc a na hàm, rồi sau đó mới mạng chung. Rồi có những vị đắc a la hán, chấm dứt tái sanh luôn, rồi mới mạng chung. Đó thì mới viên tịch niết bàn. Thành ra chúng ta căn cứ vào ở trong bài kinh đó thì chúng ta thấy rằng là đối với các vị đệ tử của Đức Phật đó, thì trong bốn cái bậc sa môn, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ đều có hết, đều có hết bằng chứng. Chúng ta thấy rằng có những cái câu nói của Đức Phật, Đức Phật nói con gái của Như Lai hoặc là con trai của Như Lai đã nói như vậy là một chân chánh, một cách đúng pháp. Thì trong cái trường hợp mà nói về con gái của Như Lai hoặc là con trai của Như Lai là nói về những vị đã được thánh sanh, có nghĩa là đã được nhập vô dòng thánh từ một cái vị tu đầu hờn trở lên. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó, thì theo như chúng con nghĩ đó là đối với bốn bậc sa môn này thì là rất là quan trọng. Quan trọng ở trong cái ý nghĩa nào? Có nghĩa là cái cứu cánh đời sống phạm hành, có nghĩa là đi tu tập với cái ý chí, với cái ước nguyện chỉ đạt đến những cái bậc thánh này, một trong bốn cái hạng sa môn này. Còn ở trong cái vế thứ hai thì Đức Phật và các vị đệ tử đều ở trong bốn bậc sa môn này. Đối với Đức Phật là một cái vị A-la-hán, mà A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Còn đối với những vị khác, thí dụ như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Anuruddha, vân vân, cũng là vị A-la-hán, mà A-la-hán thân văn. Rồi còn những vị khác thì coi như là chứng đắc đệ tam sa môn cũng có, đệ nhị sa môn cũng có, đệ nhất sa môn cũng có, vân vân. Thành ra ở trong bốn cái bậc sa môn này, trong các vị đệ tử của Đức Phật đều có chứng đạt được hết. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận đầu tiên mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Già. Sa thú, cái chừng đại diện Phật tính Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy mà có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thầy Siêu nghe được, dạ. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, đặc biệt ở trong bài kinh này, khi đề cập đến bốn hạng sa môn đó, thì Đức Phật Ngài có Ngài có đề cập đến bốn cái yếu tố để thành tựu thánh quả, đó là: một là lòng tin ở bậc đạo sư, hai là lòng tin ở giáo pháp, ba thành tựu viên mãn các giới luật, và bốn là sự quý kính chân thành đối với các bạn đồng phạm hạnh thuộc cả hai giới xuất gia và tại gia. Bốn pháp này làm danh sách cũng ít có khi được đề cập đến. Thì ở đây là cách nói đối với người ngoại giáo, hay là lý do nào được đó mà thường thường như chúng ta nghe nói là đắc thánh đạo phải tu học giới định tuệ, hay là phải pháp học pháp hành vân vân. Nhưng mà ở đây tại sao bốn điều này thì không nhắc đến thiền định chẳng hạn? Kính thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu Quang Hỷ chia sẻ một vài cái suy nghĩ của Thượng Tọa về điểm này. Thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, thiền định là một cái phương pháp tu tập để đưa đến thiền định. Hay là đưa đến thần thông, hay đưa đến đạo quả. Nếu là thiền chỉ thì đưa đến thiền định, còn thiền quán thì đưa đến đạo quả, đến tuệ giải thoát.
Tuy nhiên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn không nhất thiết phải trải qua thiền định mới có thể chứng được. Vì rằng có những vị đệ tử của Đức Phật do cái căn duyên đời quá khứ vị đó chỉ có cái tuệ làm thiện hay là phước nó chỉ liên quan đến tuệ quán mà thôi. Tuệ quán thì quán vô thường, khổ nó vô ngã, cho nên bây giờ chỉ cần nghe cái Phật thuyết pháp là đã chứng rồi. Hoặc là như Du Sĩ Phật Thích Sáng nghe tôn giả A Xí Chí thuyết một bài kệ tóm tắt về giáo lý luận của bậc đại sa môn, chỉ nghe xong là đã chứng đệ nhất sa môn, tức là tu được quần rồi. Do đó cho nên trong bốn yếu tố để thành tựu đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn thì ở đây cái yếu tố đầu tiên là nói đến lòng tỉnh tính ở bậc đầu sư, lòng tin bất động nơi giáo pháp, thiền định có không có mà vẫn có thể chứng được đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Nhưng mà niềm tin không có thì không được, niềm tin không có thì không được. Chúng tôi nhấn mạnh ở điểm này để cho quý vị thấy rằng chúng ta xem thì niềm tin là thường, bởi vì cái niềm tin của chúng ta là chúng ta niềm tin có trí tuệ, niềm tin theo cái truyền thống, hoặc là niềm tin dân gian, tín ngưỡng dân gian. Do đó niềm tin nó nhẹ thể quá. Nhưng mà lòng tin đối với bậc đạo sư, đối với giáo pháp, lòng tin đó là cái điểm nổi trội đối với bậc tu đồ quần. Bậc tu đồ quần đạt đến cái niềm tin bất động. Cho nên khi mà nói đến pháp ngưng, tức là pháp như cái gương để soi, để soi rọi mà biết được người đắc tu đà hoàn hay tư đà hàm, anh hàm hay chưa, thì trong đó có cái niềm tin. Bậc tu đà hoàn là cái niềm tin bất động. Như người bệnh cùi xuất phát hát, khi nghe pháp Đức Phật xong đắc quả tu đà hoàn rồi đảnh lễ Đức Phật rồi đi về, lúc đó vừa xuất hiện và nói rằng: này Sư Phụ, kết thúc ông chịu bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ chúng tỳ kheo thì ta sẽ trị cho ông hết cái bệnh cùi. Thì ông Sư Phụ Bồ Tát mới nói rằng: ngươi là ai mà nói với ta như vậy? Vì do nghiệp ở quá khứ cho nên bây giờ ta bị cùi, bị hủi. Nhưng mà lòng tin của ta đối với Đức Phật, đối với giáo pháp, bậc giác ngộ và con đường đối với giác ngộ thì không thể nào thay đổi được. Đã ta biến mất. Thưa quý vị,
Lại nữa như là ông Thị Nam Asura, ông Thị Nam Asura đó, Asura chứ không phải Asura, Asura, ông ta là người mà hay uống rượu, nhưng mà ông ta có cái lòng tin với Đức Phật, cho nên khi mà vừa gặp mặt Đức Phật, lúc đó là ông ta tỉnh rượu hoàn toàn. Lòng tin tin của ông ta như vậy. Rồi ông ta thỉnh Đức Phật vào nhà để ông ta cúng dường Phật thực. Sau đó Đức Phật ngài thuyết pháp cho ông ta nghe về vô thường, cổ và vô ngã. Ông ta chứng quả Tu Đà Quần. Và khi mà Đức Phật ngài từ giả ra về, thì lúc đó ác ma mới quá hiện thành một vị Phật, giống y như hình tướng của Đức Thế Tôn vậy đó. Mới trở vào và nói với ông Sura, Thầy Nam Sura. Thầy Nam Sura thấy Đức Phật quay trở lại, đang đi vào cửa nhà, thì ông ta đón tiếp và cũng đến lễ. Thì cái Ma Vương đó mới nói rằng: này Sura, Như Lai trở lại để thuyết cho ngươi nghe lại khi nãy pháp vô thường của nó vô ngã. Nhưng mà thử thì ở trên đời các pháp hữu vi có, cũng có cái là thường còn, vân vân. Thì khi nghe như vậy đó, thì ông Sura ông không có tin, mặc dù trước mặt, đứng trước mặt là một thân tướng của một vị Phật có đầy đủ 32 tướng, tướng tốt. Nhưng mà ông ta nói rằng: ngươi là ai, nhân hay là phi nhân? Đức Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác không hề nói như vậy. Với lại truyền thống cái tục lệ của chư Phật ấy, hễ khi mà ngài đến ở chỗ nhà cư sĩ thọ thực xong, ngày ra về không bao giờ ngồi trở lại. Có lẽ ngươi là một phi nhân quá hiện, đã nói sai sự thật. Lúc đó ác ma nó hổ thẹn biến mất. Rồi số rám đi đến chùa thuật lại cho Đức Phật. Đức Phật ngài nhân cơ hội này, ngài mới tuyên bố với các vị tỳ kheo trong hàng cộng sự nam của ta: Sura là người đặc biệt nhất về cái niềm tin bất động. Ta thấy rõ tất cả các vị Tu Đà Quần đều là niềm tin bất động, nhưng mà cái trường hợp này là khá đặc biệt, là vì đối với Thị Nam Sura này, dầu cho đứng trước mặt là một thân tướng của một vị Phật là bậc đạo sư, nhưng mà hễ lời nói nó đi nghịch lại với pháp thì ông ta phát hiện ra liền là giả chứ không phải là thật. Cái niềm tin đó là như vậy thưa quý vị. Cho nên cái niềm tin đối với cái việc mà tu tập đạo quả thì điều quan trọng, có thể không cần thiền định, chỉ cần khéo tác ý suy tư bằng chánh tri kiến đối với danh và sắc cũng đủ đắc đạo quả rồi. Cho nên không có cần phải tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền rồi mới chuyển qua thiền quán để đắc đạo quả đâu. Người mà có thường cận y duyên trong đời quá khứ quen tu thiền thì bây giờ họ mới tu thiền trước rồi đắc đạo quả sau. Nhưng đối với người mà trong đời quá khứ họ không có thường cận y duyên mà tu thiền sanh về cõi phạm thiên, bây giờ họ tu tập thiền quán họ cũng đắc đạo quả thường. Nhưng đạo lộ đưa đến chứng ngộ đạo quả Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán thì không thể nào
rung động niềm tin. Thiếu niềm tin nơi bậc đạo sư, nơi giáo pháp mà có thể chứng được đạo quả được. Chúng tôi nhấn mạnh cái điều đó như vậy. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 2. Nam mô Bụt Thầy Già. Dạ quý vị có nghe được không? Dạ quý vị nghe được không hả? Dạ. Bây giờ tôi sẽ từ tổng quan hỷ giải thích là tại sao chính câu hỏi mà Đức Phật Ngài đưa ra đó, thì ví dụ như cứu cánh là một hay là hai, thì nếu trả lời một chân chánh, một cách chân chánh thì trả lời cứu cánh chỉ có một mà thôi. Và những câu hỏi khác thì cũng chỉ có một câu trả lời thôi. Thì tại sao? Tại sao không thể có hai câu trả lời hay trả lời khác thì được, mà chính câu hỏi này chỉ có một câu trả lời? Và điều đó mang ý nghĩa gì? Kính thưa sư thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, câu mà Đức Phật Ngài dạy chư tỳ kheo trả lời cho các tu sĩ ngoại đạo, khi mà Đức Phật Ngài đưa lên một câu hỏi và Ngài dạy rằng nếu trả lời một cách chân chánh thì chúng ta đọc lại cái đoạn này một chút xíu. Chư tỳ kheo, nếu được các du sĩ ngoại đạo nói vậy, cần phải trả lời với họ như sau. Đúng ra không phải cần trả lời họ, trong cái bản dịch cũng lạ quý vị, sao nãy quý vị đọc mà quý vị không để ý. Này chư hiền, nếu mà các du sĩ ngoại đạo này, các tỳ kheo, nếu được các du sĩ ngoại đạo nói như vậy, cần phải hỏi họ như vậy.
là chư hiền cứu cánh là một, hay cứu cánh là đa diện? Nếu trả lời đúng đắn, các ngoại đạo phải trả lời này, chư hiền cứu cánh là một, cứu cánh không phải là đa diện. Rồi hỏi tiếp, này chư hiền cứu cánh ấy cho người có tham hay cho người không tham? Nếu trả lời đúng đắn thì các tu sĩ phải trả lời là cứu cánh ấy cho người không tham, không phải cho người có tham. Thì ở đây thưa quý vị, bởi vì những câu hỏi mà Đức Phật Ngài đưa ra đó, chính câu hỏi mà Đức Phật Ngài đưa ra đó, thì chính câu hỏi đó nhắm vào cái cứu cánh giải thoát, tức là Niết Bàn. Và Niết Bàn cứu cánh đó, đó chỉ xảy ra, chỉ có đối với người không tham. Không sân không si, không có chấp thủ, là người có trí, vân vân. Thì trả lời như vậy mới gọi là trả lời một cách đúng đắn. Và trong trường hợp đó, chúng ta thấy nếu mà trả lời theo cái ngõ khác thì sai đi. Thí dụ như nói rằng cứu cánh ấy cho người không tham hay là cho người có tham, nếu cái du sĩ ngoại đạo nói rằng cứu cánh ấy cho người không tham và cũng cho người không có tham, là người có tham, thì họ đã trả lời sai. Là tại sao vậy? Bởi vì chứng đắc quả Niết Bàn đó thì chỉ có người vô tham thì mới chứng đắc Niết Bàn, chứ còn cái người có tham làm sao chứng đắc được? Phải diệt trừ, phải đoạn tuyệt tham mới chứng đắc Niết Bàn chứ. Cho nên cái chỗ đó dứt khoát chỉ có một cách trả lời thôi, chứ không thể nào có hai hay là nhiều hơn. Cho nên trong trường hợp này đó, chúng ta phải hiểu cái câu mà Đức Phật Ngài đưa ra và Ngài dạy cho các tỳ kheo về cái câu trả lời chân chính, đúng đắn. Thì Ngài dạy cái câu trả lời đó chỉ có một chứ không thể khác hơn được. Nên lý do là như vậy. Nếu mà đặt cái trường hợp một cái câu hỏi thường thức, một cái câu hỏi thường thức thí dụ như một câu hỏi thường thức hỏi người có tiền có hạnh phúc chăng, thì câu đó có thể có nhiều cách trả lời. Có người thì họ trả lời
Có tiền là có hạnh phúc, bởi vì có tiền mua tiền cũng được. Đó là đối với người mà họ quan niệm đồng tiền là trên hết. Nhưng mà có người khác mà nói chưa chắc, vì cái người có tiền họ vẫn có cái sự khổ, họ có sự khổ, họ chi phối người tiền, hoặc là họ có thể bị nguy hiểm do người ta giết hại để người ta cướp giật tiền chẳng hạn, hoặc là đồng tiền nó có thể sai khiến cho người đó say mê rượu chè cờ bạc, làm cho thân bại danh liệt, thì như vậy người đó sẽ khổ. Chứ chưa hẳn vì người có tiền mà người đó sống hạnh phúc. Thì cái câu hỏi thường thức á, câu hỏi thông thường của thế gian Pháp á, thì có nhiều câu trả lời, có nhiều cách trả lời. Nhưng mà ở đây cái câu hỏi Đức Phật là trong cái ý nghĩa giải thoát dứt khoát, thì cái cứu cánh trước hết là cứu cánh có một hay có hai, thì nó cứu cánh giải thoát tức là niết bàn đó chỉ có một chứ không có hai được. Bởi vì còn tái sanh và chấm dứt sự tái sanh, thì cứu cánh của đạo Phật là chấm dứt sự tái sanh luân hồi. Thì cái cứu cánh đó chỉ có một thôi, và cứu cánh đó cho người có tham hay không tham, cứu cánh ấy chỉ cho người không tham chứ không phải là cho người có tham. Thì như vậy ở đây bắt đầu từ câu cứu cánh có một hay là có hai, thì phải trả lời có một, cái đó là mới chính xác. Thì dần dần các cái câu hỏi khác cũng chỉ có một, có một, có một câu nếu trả lời đúng đắn. Còn nếu mà trả lời phân hai đó thì vậy đã trả lời sai, bởi vì chân lý chỉ có một mà thôi. Đó là cái ý nghĩa chúng tôi xin được trình bày. Để trả lời cái câu hỏi số 3, còn bây giờ xin cùng thỉnh thượng tọa Nhất Đăng trở lại. Sa thú kính trình thượng tọa tu sĩ. Bạch thượng tọa tu sĩ, thượng tọa có nghe được không? Có nghe được không? Có nghe được không? Quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không? Dạ. Bạch thượng tọa tu sĩ, trong bài kinh này có một điểm mà Đức Phật ngài đề cập đến là nếu một cái giáo pháp tốt thì trong giáo pháp đó một người tu tập có được cái sự quý kính chân thành đối với các vị pháp lữ, kể cả hai giới xuất gia và tại gia luôn. Thì chúng ta có thể giải rõ điểm này tại sao vậy? Tại sao khi mà chúng ta tu tập đúng thì chúng ta có cái sự quý mến chân thành với những người đồng tu, mà trong một giáo pháp mà những người tu tập mà không thể quý mến chân thành với những bạn đồng tu thì điều đó có vấn đề. Xin Thượng tọa quan hỷ trở lại. Nam mô Phật Thầy. Ở trong bài kinh Chê Tô Khí Lá số 8, ở bài kinh Tam Quang Vu, Đức Phật có dạy năm pháp
làm cho tâm của vị tỳ kheo thối thất tinh tấn, không có nỗ lực để tu tập đạt đến cái mục đích cứu cánh. Năm pháp ấy là vị tỳ kheo có sự nghi ngờ, không biết tin bậc đầu sư, nên tâm vị đó trở thành quan vu, nghĩa là không có cái sự thiết tha, không có sự tinh tấn nỗ lực để thực hành pháp đạt đến cứu cánh. Lại nữa, vị tỳ kheo không có quyết tin, có sự nghi ngờ về giáo pháp, thì tâm của vị ấy sẽ trở thành quan vu, không có thiết tha, không có nỗ lực để tu tập. Lại nữa, vị tỳ kheo có sự nghi ngờ, không biết tin ở tăng chúng, đó cũng tâm trở thành tâm quan vu. Vị tỳ kheo nghi ngờ về học pháp cũng là tâm quan vu. Vị tỳ kheo có tâm phẫn nộ bất mãn đối với các bạn đồng phạm hạnh cũng là cái tâm quan vu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là ngoài cái lòng tỉnh tính nơi Phật, nơi pháp, nơi giới hạnh, còn thành tựu được giới hạnh, thì một vị tỳ kheo có sự nỗ lực tinh tấn đó, mà tâm không bị quan vu, thì đó chính là có cái sự quý kính chân thành đối với các bạn đồng tu. Bởi tại sao vậy? Khi một người mà có cái sự quý kính đối với các bạn đồng tu, thì người đó hoan hỷ ở trong pháp, nghĩ rằng thật lợi ích thay cho ta, cũng có những người bạn đồng phẩm hạnh tu tập như vậy. Khi mà họ thấy được những cái ưu điểm của các bạn đồng phẩm hạnh, thì nội tâm của họ, nội tâm của họ sẽ trở nên quan hỷ, hân hoan và tha thiết với giáo pháp nhiều hơn nữa. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng một người được gọi là tu, nhưng mà người đó tối ngày chỉ là có cái sự khinh thường các bạn đồng phạm hạnh, chỉ trích các bạn đồng phạm hạnh, chê bai xuyên tạc, lúc nào cũng là tỏ ra mình hơn các bạn đồng phạm hạnh, thì như vậy tâm sẽ trở nên yếu đuối đối với giáo pháp, và vì đó không thiết tha với mục đích giải thoát. Cái đó, cái sự quý kính các bạn đồng phạm hạnh, nó trở thành một cái thắng duyên để trợ cho nội tâm của người đó nó có cái sự, có cái sự nỗ lực tinh tấn. Bây giờ đó thưa quý vị, khi mà một người biết trân trọng bạn đồng phạm hạnh là những bậc có giới, biết quý kính các bạn đồng phạm hạnh là những người có giới, có thiền định, thì chứng tỏ rằng là vị đó cũng là người
có giới có thiền định. Bởi vì chỉ có người có giới có thiền định thì mới quý trọng cái người có giới có thiền định. Cũng như ngày xưa đó thưa quý vị, những bậc trí giả có học thức thì họ tôn trọng những người có học thức. Bậc chính ngôn quân tử sẽ tôn trọng cái bậc chính ngôn quân tử. Còn hạng tiểu nhân thì không thể nào mà tôn trọng bậc chính ngôn quân tử được. Cho nên người có cái tâm quý kính các bạn đồng phạm hạnh, dù xuất gia hay tại gia, quý kính chân thành thì tỏ rằng người đó là cái sự tu hành chân chính. Vì thấy các bạn đồng phạm hạnh có cái sự tinh tấn nỗ lực tu tập theo pháp, mà người này có cái sự quý kính chân thành thì chứng tỏ người này cũng đang nỗ lực tu tập theo pháp. Cái chuyện rất là dễ dàng thưa quý vị. Vì nếu như mà chúng ta không phải là quân tử thì chúng ta sẽ không có tôn trọng người quân tử. Nếu mà chúng ta không quý trọng người có trí tuệ, người trí thức thì như vậy chứng tỏ mình cũng chẳng phải là cái hạng trí thức. Hướng như thế đó mà chúng ta suy ra thì chúng ta sẽ biết tại sao cái sự quý trọng, cái sự kính quý chân thành đối với các bạn đồng hồ mạnh xuất gia hay tại gia, cái điều đó có ý nghĩa khẳng định về giá trị của giáo pháp. Bởi vì sống ở trong giáo pháp này là có cái sự hòa thuận với nhau, hòa hợp với nhau, có cái sự cảm thông với nhau, có sự quan hỷ với nhau. Cái đó là cái biểu hiện của giáo pháp, cái tính chất của giáo pháp. Cho nên khi mà một người tu tập mà biết quý trọng các bạn đồng hoàn hạnh thì cái điều đó là tốt. Thưa quý vị, chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 4 mà Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu cho Mua với Thầy. Sao chúng kính trực Thượng Tọa Thầy Siêu, Thánh Thượng Tọa Thầy Siêu đi nghỉ. Không biết là quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không vậy? Quý Phật tử có nghe? Dạ vâng. Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy, xin Thánh Thượng Tọa quan nghỉ trả lời cho cô tiếp theo. Dạ. Thượng Tọa Pháp Tân, ở trong bài kinh này Đức Phật Ngài có nêu lên 9 câu hỏi mà Ngài nói rằng nếu ai trả lời một cái chân chánh thì chỉ có trả lời như vậy, không thể khác hơn được. Thì trong 9 câu hỏi đó có những câu hỏi như là cái cứu cánh giải thoát đó dành cho người có tham hay không tham, có sân hay không sân, có si không si. Thì sư tổ có nghĩ cho biết rằng phải chăng vì bất kỳ lý do gì đó một cuộc sống của chúng ta chìm ngập trong tham sân si thì điều đi ngược lại lời giải Đức Phật, có đúng như vậy không? Tại vì câu nói Đức Phật nhưng câu nói chắc chắn cứ thỉnh như toàn. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Tham Mai Giả, Nam Mô Sang Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Giác Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh để Đức Phật tính.
để được tự tri sư nguyên thông cũng chưa tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, qua câu hỏi này đó thì chúng ta thấy rằng ở trong cái lời dạy của Đức Phật hầu như là để phần lớn lời dạy của Ngài là mang đến cái sự an lạc và đặc biệt là hướng đến cái sự giải thoát. Vì cái cứu cánh của đời sống phạm hạnh là để đạt được cái sự giải thoát. Lời dạy của Đức Phật là một điều mà để hướng cho tất cả chúng sanh đến cái đạo lộ giải thoát. Thì cái phương hướng của chúng sanh á, thì phần lớn á, là bị chìm ngập ở trong tham sân si, nói chung là bị chi phối bởi phiền não. Cho nên là khi mà mình tham đắm hay là mình chìm ngập ở trong phiền não thì mình thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật á, đối với mình là cái sự khó hành, khó làm hay là thậm chí làm được, làm được. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta thấy rằng là cũng như là một điều đó là cái lời dạy của Đức Phật là làm sao để ly bỏ tham sân si. Nhưng mà cái ngược lại đó là tâm lý của chúng sanh, cái khuynh hướng chung của chúng sanh đó, thì lại bị chìm ngập ở trong tham sân si. Cho nên những điều mà Đức Phật ngày dạy để mà ly bỏ tham sân si ấy, thì chúng ta thấy dường như là khó thực hành cũng như là không thể thực hành. Chỉ có một số người đó thì thật sự ra thì mình thấy rằng nếu mà mình hiểu rõ được cái lời dạy của Đức Phật á, là đi ngược lại với cái dòng đời này. Ở đây đó là thuận theo dòng đời, có nghĩa là bị chi phối bởi tham sân si, rồi thế là bị chìm đắm ở trong cái đau khổ, trong cái luân hồi, trong cái diễn du, trong cái đời sống luân hồi dài như vậy. Cho nên nó nhiều khi Phật dạy cho cái điều mà Đức Phật ngài dạy, cái lời dạy của ngài đó, để hướng cái sự giải thoát hay là đi ngược lại với dòng đời đó, thì chúng ta thấy rằng khó chấp nhận hay là khó thể làm được. Đó là cái điều mà chúng ta thấy như vậy. Cũng như là ở trong lời dạy của Đức Phật đó, thì ngài nói rằng có cái tất cả đại dương đều có một cái vị mặn. Cái vị mặn của đại dương, tức là nước biển ấy, thì chỉ có cái vị duy nhất là mặn. Thì ở trong cái đạo lộ của ngài ấy, là chỉ có một cái vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Cho nên là cái người mà ra khỏi cái sự ràng buộc của tham sân si, hay là ít ra đó là có cái tâm lý để vượt ra khỏi cái sự sự cư tỏa, sự trói chặt của tham sân si ấy, thì người đó mới có được cái sự an lạc. Cho nên chúng ta thấy là nhiều khi đó, rồi mỗi người chúng sinh, mỗi chúng sinh đó, thì đều trong một cái sự chi phối chung của phiền não, nhưng lại có một số người đó thì nhận thức được, rồi tự tu tập, tự xa lìa những sự trói buộc đó. Như là trong kinh nói rằng là chỉ có một số ít mới qua bờ bên kia được, còn phần đông là bị bơi lặn lặn hụp ở trong cái bờ bên này, nghĩa là bờ sanh tử. Và bờ sanh tử luân hồi thì phải bị chịu tham sân si đó. Vì vậy cho nên là cái điều mà Đức Phật ngài dạy đó thì thật sự ra thì rất là có cái giá trị cho cái đời sống lợi lạc
cho cái đời sống tu tập của mình. Nếu như mà một người có được cái nhận thức, rồi từ đó nỗ lực, kiên trì và thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, thì thật sự là dù gì đi nữa thì cái lời dạy của Đức Phật mà nếu mà chúng ta thực hành thì luôn luôn mang lại cái sự lợi ích, dù là lợi ích ở cái lợi lạc ở cái khía cạnh này hoặc khía cạnh khác, nhưng mà nó đều mang đến cái sự lợi lạc đó. Cho nên là nếu mà một người mà không có nhận thức được thì nhiều khi rồi chạy ở trong cái dòng lẫn quẩn đó. Lẫn quẩn là bị chi phối của tham sân si. Rồi nhiều khi chúng ta thấy rồi một lúc có khi đó, thì chúng ta thấy rằng mình có được cái sự tinh tấn, mình siêng năng, mình thực hành cái lời dạy của Đức Phật để lìa bỏ tham sân si. Rồi một lúc nào đó thì tự nhiên mình sinh ra cái tâm chểnh mãn, sinh ra một cái tâm dễ vui. Thế là mình bỏ đi những cái sự nỗ lực đó mà trước đây chúng ta đã làm. Rồi là có lúc thì chúng ta cũng lại tinh tấn, nỗ lực. Rồi có lúc thì chúng ta cũng lại chểnh mãn. Khi nào chúng ta để ý một điều đó là khi nào mà chúng ta có được cái sự tinh tấn, có được cái sự tinh tấn thực hành ở trong cái thiện pháp hay là lời dạy của Đức Phật, thì thật sự là nếu mà chúng ta tinh tấn đúng mức thì chúng ta vẫn có được cái sự an lạc đó. Cho nên là khi nào mà pháp bất thiện, phiền não mà nó cứ dây quanh hoài, mà nó cứ nhận chìm hoài, hay hoặc là nó trói buộc mình hoài đó, thì mình ở trong một cái dòng lẫn quẩn mà ít có khi mình chấp nhận được cái lời dạy của Đức Phật, hay thậm chí là mình không có thể nào giống như là mình có khi đó mình nhận thức và biết được là như vậy, lời dạy của Đức Phật luôn luôn là mang lại cái sự an lạc đến cho mình. Nhưng mà mình nửa giữa cái sự an lạc mà thoát ly cái sự trói buộc ấy, và cái sự mà tham đắm ở trong cái phiền não, sự bị phiền não chi phối ấy, thì giữa hai cái đó, rồi nếu như mà mình không thắng được thì mình bị cái sự bị phiền não nó chi phối mình hoài như vậy. Như vậy thì cái cuộc tu này đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nó đi ngược lại với cái dòng đời. Mà lời dạy của Đức Phật á, là Đức Phật dạy một điều đó là cho chúng ta nhận thức được, bởi vì cái dòng đời thì nó luôn luôn bị trói buộc bởi phiền não. Mà đi ngược lại dòng đời có nghĩa là ly bỏ phiền não, dứt trừ những cái phiền não. Mà mình á, thì cũng không có cam tâm để mà mình bỏ cái phiền não. Vì vậy cho nên là nó trong dòng lẫn quẩn, và mình bị sự chi phối, với một số đa số là bị sự chi phối của tham sân si đó. Cho nên nếu mà mình nhận thức được cái lời dạy của Đức Phật và mình nỗ lực kiên trì bằng cái sự tinh tấn của chính mình, hay hoặc là bằng cái sự nhiệt quyết, nhiệt tâm của chính mình, thì thật sự là mình có được cái sự an lạc đó, dù là an lạc nhỏ hay an lạc lớn, hay là ở trong kiếp hiện tại này hoặc là ở trong tương lai, thì vẫn có được cái sự lợi lạc đó. Thì ở đây con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu ra ở đây. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa thú kính trân Thượng Tọa Pháp Thân, Thượng Tọa Thế Quyền, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa Thế Quyền có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thế Quyền nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 6. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Thế Quyền, Thượng Tọa có nghe được không? Dạ. Thượng Tọa Thế Quyền, ở đây khi mà Đức Phật Ngài
giống như giống một sư tử, là ngài nói rằng chỉ có trong giáo pháp mới có bốn bậc sa môn, để nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, và ngài nói trên bốn yếu tố thành tựu sa môn quả. Và ngài nêu là chín câu hỏi, mà chín câu hỏi đó nếu trả lời một cái chân chánh thì không thể trả lời khác hơn được. Thì những gì mà Đức Phật ngài nêu là chỉ để đối thoại với ngoại giáo, hay là những lời dạy đó có một giá trị gì đối với ngay cả những người con Phật? Ví dụ giữa chúng ta hôm nay là những người con Phật nói chuyện với nhau về chính những điểm này đó, thì nó có lợi lạc gì? Xin cái tên sư tỏ sư quyền. Nam mô Bụt Thầy, nhớ Nam mô Tham Ma, nhớ Nam mô Sang Khai. Bây giờ tôi đi nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn vị. Nói chung con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Thị Siêu, thần tổ chức tăng, thần tổ Phật Đăng, thần tổ Phật Tăng, thần tổ Minh Hạnh, để Đức Phật tính, để Đức Nguyên Thông cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong vinh. Xin chào đến quý tu nữ cùng sư phụ tử. Kính bạch của ngài, kính thưa quý vị, câu hỏi thổ đừng hỏi rằng những lời Phật dạy ở đây để trả lời cho ngoài đạo, nhưng giữa những người học Phật với những người con Phật thì học được những gì? Có thể nói rằng là nếu như chúng ta chịu khó một chút xíu thì sẽ thấy được nó rất là hữu ích trong lời dạy của Phật. Tại sao như vậy? Nó không phải là chỉ trả lời trong ngoại đạo, mà chúng ta thấy trong nhiều kinh văn. Như cả thí dụ như Đức Phật này thuyết pháp, lấy các thầy tỳ kheo nó làm đối tượng, nhưng một cái lời giảng dạy đó đã để lại cho tất cả đại chúng hiểu biết được cái sự diễn tiến và những cái pháp mà trình bày xuyên qua cái hội chúng này, đến hội chúng tất các thầy tỳ kheo làm một cái duyên khởi. Thì ở đó chúng ta thấy tại sao mà Đức Phật ngài đóng ra một tiếng đóng sư tử để khẳng định về pháp tính của mình và khẳng định về khả năng tuệ giác của mình, khả năng chứng đắc của mình, và cũng như thập lực của mình, cho tâm giới phải biết, cho ngoại đạo phải biết rằng một cái khả năng của một bậc Như Lai toàn tri toàn giác, cũng như là thập lực, một là tứ vô sở quý của Đức Phật. Thì kính thưa quý vị, ở đó tức là nếu như chúng ta hiểu biết được thì chúng ta có một niềm tin cách vững chắc những lời dạy của Phật xuyên qua kinh điển đã còn để lại, nhiều lần trò chuyện với các ngoại đạo, và đó là để lại những cái bài học hết sức là to lớn để chúng ta thấy cái sự tình này đã xảy ra, sự tình này đã được Phật giảng dạy, đã được ngài khẳng định khẳng quyết với tam giới về khả năng của mình, và cũng như là về một cái hội chúng cho biết được tất cả những cái chúng sinh mà hiểu biết được một cách đầy đủ như vậy. Và cũng như chính Đức Phật đã nói ai tán thán Như Lai, như chúng ta biết có điều tán thán Như Lai một cách đúng đắn á, thì người ấy rất là tốt đẹp cho kiếp lai sinh, hiện tại phước báo của kiếp lai sinh cũng là phước lành cao thượng, làm cho chúng ta cũng tăng trưởng một niềm tin. Khi chúng ta tu tập mà chúng ta xưng tán, khi chúng ta đảnh lễ, khi chúng ta kính lễ Phật, thì phải nói rằng là một vị mà ngu vương, một vị mà như sư tử hống như vậy, đã nói lên như vậy, thì chúng ta thấy một sự khủng khiếp ở trong cuộc đời này, chứ không phải là một chuyện đơn giản. Ngài chỉ trình bày những cái gì mà chắc có lẽ là do suy nghĩ của ngài ra, mà những gì ngài trình bày đó là do những thực chứng xuyên qua kinh nghiệm, xuyên qua cái sự tu tập tự thân chứng ngộ, tự thân đã điều ngự, tự thân đã thành tựu, và đem ra những cái điều đó để chia sẻ, để mang tới cho đại chúng những cái điều tốt đẹp. Thì chúng ta bao nhiêu đó thôi, kính thưa quý vị, chúng ta mãi không tìm ra một người thứ hai nữa, đừng nói chi
trong cuộc đời này đúng là phước báo vô cùng to lớn. Cho nên vì vậy, nếu mà như là một người con Phật làm một bài kinh của hôm nay hay là những cái bài kinh khác, thì là có những cái điều mà mục đích của Phật đó, cái lời thuyết giảng của Ngài đó là mở, đó là bá truyền, chứ không phải là cho riêng của một đến một ai, mà mượn các thầy tỳ kheo hay là các ngoại đạo này là một duyên khởi, là một cái cuộc đối thoại, là một cái sự truyền trao. Thì ở đây chúng ta thấy nó có sách mách có chứng kinh điển một cách rõ ràng, cho nên từ đó chúng ta biết đây là những lời dạy đưa đến đoạn tận, đưa đến diệt trừ, đưa đến chấm dứt, đưa đến thành tựu và đưa đến tu tập. Đó là những lời dạy mà chính kim ngôn khẩu từ của Đức Phật Ngài đã truyền lại, Ngài đã trao lại cho tất cả chúng ta. Vì vậy cho nên đứng trên cái nhìn của chúng con, kính bạch thượng tọa, từng cái lời dạy của Phật nó mang tính phổ quát, thì chúng ta học được những cái gì? Đó chính là chúng ta học được những kinh nghiệm. Thứ nhất là chúng ta thực hành đi theo lời dạy của Ngài, chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành tựu tốt đẹp, và chúng ta có đủ niềm tin, có đủ trí tuệ, có đủ sự tinh tấn để chúng ta bước theo bước chân của Ngài đã đi và những lời chỉ dạy của Ngài xuyên qua những cái lời mà Đức Phật Ngài hàng ma hay là Đức Phật Ngài thu phục ngoại đạo, thì để cho chúng ta thấy được một cái ân đức cao cả của chính Ngài mà tam giới này Samma Sambuddho chánh biến thi, bậc toàn tri diệu giác mà tam giới này không ai có thể so sánh bằng được. Đó là những lời của chính con đã trình bày như vậy. Nếu có gì cần bất túc thì kính cung tịnh chúng tôi cũng như Ngài Nam Mô Bụt Thầy nhé. Xin lỗi quý vị có nghe lại được chưa? Dạ vâng. Ở trong bài kinh sư tử hổng ngày trong kinh sư tử hổng hôm nay, Đức Phật Ngài đã khẳng định rằng có bốn cái bậc sa môn, và bốn bậc sa môn đó chỉ tìm thấy được ở trong giáo pháp, không có ngoài giáo pháp. Đó là một cái sự khẳng định rất lớn chứ không nhỏ. Ngài gọi là khẳng định như tiếng rống của một sư tử. Và dĩ nhiên ngày hôm nay thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có rất nhiều tôn giáo, không bao giờ xem đó là những cái thành tựu đáng kể. Và ngay cả trong cộng đồng Phật giáo, ở một số các cái tông phái cũng như một số quốc gia đó, thì người ta cũng không thấy rằng những cái quả chứng như vậy là có một giá trị khả cầu, một giá trị đáng để theo đuổi. Nhưng mà đối với người học Phật thực sự đó, thì thưa vị, đây là những điểm mà chắc chắn là chúng ta rất cần để hiểu. Trước nhất là bậc đại nhất sa môn bị mà thành tựu về chánh tri kiến, hay là cái nhìn nói cách khác đó là vì chúng ta gọi là các vị tu đạo. Chánh tri kiến ở đây là không có cái nhìn sai lầm về bản thân hay chấp ngã, mà chúng ta gọi là thân kiến.
thân kiến vị sông của vị Tu Đạo Quần không có. Hoài nghi, tức là cái sự nghi ngờ về bờ mê bến giác không có. Vị Tu Đạo Quần biết chắc chắn rằng có bờ mê và có bến giác, và có đau khổ và có giải thoát, chứ vị Tu Đạo Quần không có mơ hồ về chuyện này. Và giới cấm thủ là một vị thánh Tu Đạo Quần hoàn toàn không có thọ trì những điều vô bổ vô ích ở trong đời sống mà gọi là giới cấm thủ. Và cái ba điều đó là thành tựu về về tri kiến. Thì cái vị mà thành tựu về tri kiến toàn vẹn á là phải là vị đệ nhất sa môn. Hai cái bậc sa môn tiếp theo là giảm nhẹ dục và sân. Dục ái là cái sự dính đối với sắc tinh khi bị xúc, và sân đó là một trạng thái khó chịu bực bội với những điều trái ý nghịch lòng. Hai điều này đó là hai cái cực đoan của cuộc sống của chúng ta giữa cái thích và cái không thích. Đối với một người sống trong một phiền não phàm phu thì hai điều này bình thường, nhưng mà đối với bậc thánh thì dục ái và sân đó nó là một cái sự giằng co nghiệt ngã. Sự giằng co nghiệt ngã đó, chúng ta có một cái cảm tưởng như là mình là người ở giữa, mà có hai bên họ nắm hai cái bàn, hai cái tay mình, họ kéo qua kéo lại, mà những người đó họ rất là mạnh, thì chúng ta ở giữa giống như một sợi dây bị căng thẳng, rất là đau đớn đau khổ. Hay nói một thí dụ là, xin quý vị, ngày xưa người ta có một cái hình phạt gọi là ngũ mã phân thây. Ngũ mã phân thây ở đây tức là họ cột đầu mình, tay chân của chúng ta vào trong năm con ngựa, và năm con ngựa này rất là mạnh, những con ngựa rất là to, rất là mạnh, và năm con ngựa chạy về năm hướng. Thì do chạy về năm hướng thì ngũ mã phân thây bị xé toạc ra, rất là đau khổ. Thì đối với cái nhìn của một bậc giác ngộ như Đức Phật thì chúng ta là người bị giằng co giữa hai cái thích và không thích, giữa cái dục ái và sân. Dục là sự dính mắc vào năm cái cảnh dục, và dục ái là dính mắc vào năm cảnh dục, và sân là sự bực bội đối lập lại giữa cái thích và cái không thích. Dĩ nhiên là một người sống ngụp lặng trong phiền não như chúng ta thì mình nghĩ dục ái và sân không có gì, nhưng mà kỳ thật thì nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ thì chính hai cái dục ái và sân này đó, nó làm cho chúng ta rất là điên đảo. Thành ra bậc đệ nhị sa môn là bậc giảm nhẹ dục ái và sân, và đệ tam sa môn là bậc đã đoạn tận dục ái và sân. Sau cùng là một bậc đệ tứ sa môn. Đệ tứ sa môn là bậc mà đã vượt ngoài tất cả những phiền não, kể cả năm cái thượng phần kiết sử, đó là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh, là bị đốt hoàn toàn giác ngộ. Năm cái pháp này được xem như là phiên mãn về tuệ giải thoát. Thì khi mà gọi là phiên mãn về tuệ giải thoát theo trong giáo pháp của Đức Phật đó, là một vị sống không đơn thuần là đoạn tận phiền não, giảm nhẹ dục ái và sân, mà vị này có một trí tuệ rất là chắc chắn xác định sự việc ra thế nào thì chấp nhận nó như vậy. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là một người sang đóng định cư ở một quốc gia nào đó, mà thời gian đầu xóa đi những cái ảo giác. Ví dụ như một người ở đâu mới đến Mỹ luôn luôn mang những cái ảo tưởng là mình ngồi ở nước Mỹ, mình đến nước Mỹ mình ngồi không, mình cũng có tiền ăn nhá. Thì xóa đi cái ảo tưởng là bước đầu. Nhưng mà cái bước kế tiếp là mình sẽ đi làm, mình sẽ sống, mà mình phải vượt qua những cái sở cái mọi cá nhân. Ô, tôi thích cái này, tôi không thích cái kia. Cái mình thích hay không thích là một chuyện, mà mình sống thì mình phải vượt qua cái thích và không thích đó. Nhưng mà sau cùng là một người có ăn học, một người có trưởng thành, có cảm nhận, ý thức trọn vẹn. Cuộc sống ở đây nó là như vậy đó. Thuế thì mình phải đóng thuế. Và mình đóng thuế thì nó là chuyện tự nhiên, mình vui vẻ để đóng thuế. Hay là mình chạy ra đường, mình phải tuân theo luật đi đường. Và lúc bây giờ luật đi đường không còn là một điều khó chịu nữa, mà mình chấp nhận, đã lái xe thì phải tuân thủ luật đi đường, đó là đường tự nhiên. Hoặc giả là
ở bên Việt Nam mình muốn sơn nhà sao cũng được, mình muốn trồng cây sao cũng được. Nhưng mà khi mình ở Mỹ rồi thì nếu mà mình mua nhà trong cái khu sang trọng thì người ta có điều kiện, có cái luật là mình trồng cây nó phải theo cái luật chung của khu nhà đó, và mình trồng cỏ cũng luật chung nhà có đó, mình lợp mái nhà phải có màu chung. Thì một khi mình chấp nhận là mình đã sống ở đó và những thứ nó đưa ra như vậy và nó ra sao thì mình sống được như vậy thì mình an lạc. Còn nếu mình tâm ra bực bội, nó ở Mỹ thì kỳ cục, nhà của mình muốn lợp sao lợp, cây của mình muốn trồng sao trồng, cỏ mình muốn để cao bao nhiêu cũng được, thì cái đó chúng ta sẽ phiền não, và cái phiền não là do chính mình. Thì như vậy ở trong cuộc sống mà cái tâm của chúng ta đạt đến cái cảnh giới tự tại thực sự, mà mình không còn bị những cái vướng vấp nó làm cho mình khó chịu, thì nó không đơn giản, thưa vị, không đơn giản. Nó phải là một người có hiểu biết, người có nội hàm, và đồng thời đó là một người mà phải vượt qua những cái định kiến ở trong lòng mình. Nên chi bốn bậc sa môn là ý nghĩa lớn, và khi Đức Phật khẳng định rằng chỉ có trong giáo pháp mới có bốn bậc sa môn này, mà ngoài giáo pháp không bốn bậc sa môn, đó là một cái sự khẳng định rất quan trọng, là tiếng rống con sư tử. Và chúng tôi cũng nhắc lại một điều trước khi kết thúc chương trình hôm nay là quý vị nào mà nhìn vào cái trụ đá của A Dục, gọi là cái biểu tượng của chánh pháp, mà ngày nay là quốc huy của nước Ấn Độ, thì biểu tượng đó có hình bốn con sư tử, bốn đầu sư tử, bốn con sư tử ngó về bốn, và tượng trưng cho chánh pháp vô úy. Cái tiếng nói của chánh pháp là tiếng nói không có khiếp sợ, trên tiếng nói chánh pháp tiếng nói khẳng định. Còn nếu chúng ta nói mà chúng ta còn sợ là chúng ta chưa phải, chúng ta còn sợ chưa phải là một người thật sự với chánh pháp. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chú nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư công đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ. Con kính tri ân quý ngài và quý vị đã cho con biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh, rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền tiền ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho
thân ba cõi sao đường, do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả tùy nhân tu sa phang su ba lang ca khan tu sa ba di va ta sa ba bu ta lu ta ve na so ti hon tu ni ron ta lang o tu sa phang su mangal lang ra lang ra nan tu sa ba di va ta sa ba dhamma lu ta ve na so ti hon tu ni ron ta lang o tu sa phang su mangal lang ra khan tu sa ba di va ta sa chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bút Thá Thâm Má xin phép được đóng trung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Thá Giá. Dạ.